Liên quan tới cuộc khủng hoảng chính trị tại Đức sau khi liên minh ba đảng cầm quyền sụp đổ, hôm qua Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier thông báo Đức sẽ tiến hành một cuộc bầu cử sớm nếu Thủ tướng Đức Olaf Scholz không vượt qua được cuộc bỏ phiếu tín nhiệm. Theo Tổng thống Steinmeier, nếu Quốc hội tước quyền tín nhiệm của Thủ tướng theo Điều 68 của luật cơ bản, ông sẽ sẵn sàng đưa ra quyết định trên. Ông nhấn mạnh nước Đức cần một chính phủ với thế đa số bền vững và có khả năng hoạt động. Tổng thống Steinmeier cũng xác nhận sẽ chấp thuận yêu cầu của Thủ tướng Scholz về việc sa thải Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner và hai Bộ trưởng của Đảng Dân chủ Tự do FDP. Trước đó, Thủ tướng Scholz cho biết ông sẽ đệ trình kế hoạch tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội vào đầu năm tới để tạo điều kiện cho việc bầu cử sớm vào tháng 3 năm 2025. Tuy nhiên, phe đối lập đòi hỏi việc bỏ phiếu tín nhiệm cần diễn ra sớm, ngay trong tuần tới.